Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Hưng Yên, một cuộc triển lãm lớn, quy mô và hoành tráng của 2023. Tác phẩm quy tụ khoảng mấy trăm tác phẩm quý về với triển lãm Hưng Yên. Và ban tổ chức Hưng Yên thì rất là chỉnh chu. Thảm đỏ thì các tác phẩm đến đây đều trải thảm đỏ và đón tiếp rất là trịnh trọng. Rất nhiều tác phẩm quý. Bà Sa Đức Huy đang ghi hình ở triển lãm Hưng Yên thì gặp anh Dũng, Tràng Thi. Anh em chào anh. Xin chào bạn. Chào anh Dũng nhé. Xin chào tất cả các bạn. Quý vị yêu cây như cả nước thì sẽ được trò chuyện với anh Dũng và nhìn ngắm tác phẩm một cây xanh huyền nhai cổ mộc. Anh đặt là huyền nhai cổ mộc. Một tác phẩm rất nghệ thuật của anh. Không những nghệ thuật mà tác phẩm còn già. Và đây là cây xanh quê quý vị ạ. Cây xanh quê mà anh làm cẩn thận tỉ mỉ trên này thì không đơn giản một chút nào. Anh ơi, cái nước da như xanh Nam Điền đấy anh nhỉ? Cái nước da vẫn da cóc. Sần cóc đấy là do là nó già nằm trên đá lâu ngày nó chủ. Dạ. Vâng ạ. Cái tác phẩm này thì anh xây dựng lâu chưa anh? Cây này là tôi của một cái cụ già ở Thị Khê. Sau đấy thì cụ để lại cho anh là anh Lương ở Tâm Trinh. Sau đấy thì năm 2006 tôi là anh Lương nhượng lại cho tôi. Dạ. Thì khi nhượng lại thì nó nằm trong một cái bể cổ. Khi nó như là nằm trong bể cổ. Bể cổ là bể đá cổ tùng kích trúc mai. Vâng. To đấy. Nhưng mà anh nhượng lại cho tôi cái cây, còn cái bể anh giữ lại. Vâng. Cây nằm trong cái đá và nó huyền xuống này. Thì tôi để bắt tay lại là cái này là vào năm 2006 và đưa nhà. Vâng. Đưa lại cái đá. Không dám đưa lá xanh, là vì lá xanh nó không giữ cây. Vâng. Cái đá của anh đã thấm thủy phải không anh? Đá thấm thủy. Vâng. Thì nó sẽ dưỡng cây hơn. Vâng ạ. Mặc dù là nó có thể nó không đẹp nhưng mà nó phải nó khỏe cho cây. Thì cây mà lên đá tốt cho cây, còn nếu không nếu mà đá xanh thì lại nó đẹp đá nhưng mà nó lại dưỡng cây lắm. Vâng ạ. Cái thưa quý vị là anh như anh chia sẻ là từ 2006 phải không ạ? Vâng. Về anh và tác phẩm thì xanh quê thì làm rất là lâu quý vị nhé. Hiện nay thì bông tàn thì anh vẫn còn một số bông đang chưa đầy anh nhỉ. Đúng rồi. Theo thời gian thì tác phẩm còn đẹp hơn nữa. Và quý vị, Bà Sa Đức Huy ấn tượng với đường thân này. Tác phẩm có rất nhiều cái nét khó, những cái khúc cua tay áo và những cái điểm khúc khuỷu. Và xanh quê và quý vị cảm nhận được cái thời gian ở trong cây. Cây rất rất già. Quê mà có cái u sụn nổi gai lên ấy, thì quý vị cảm nhận già như nào. Tác phẩm đang có mặt ở triển lãm Hưng Yên. Một tác phẩm cây huyền nhai nghệ thuật của anh. Và anh lên đá, cái sự kết hợp giữa đá và cây tạo lên cái chiều sâu cho tác phẩm. Và lên đá thì thể hiện hết được cái nét nghệ thuật, những cái điểm khó của một cái thân huyền. Một cái thân huyền hay còn có thể gọi là thác đổ. Như một xin thưa các bạn là cây huyền ấy là một cây rất là khó làm. Vì hình dáng đi xuống thì nó không có hỗ trợ, cho nên là nó phần ngọn của nó rất là khó để nó đầy đặn cho. Vâng. Vì thế mà thường ở phía trên thì nó rất là bông tán, nó sẽ đầy đặn. Phía dưới là bao giờ nó rất là ít. Tôi phải sử dụng mọi biện pháp để có thể làm cho cái phía dưới nó đầy. Như các bạn thấy nó vẫn chưa thể đầy được. Vâng. Thì cái thân huyền bao giờ cũng phát triển chậm hơn thân trực mà anh. Vâng. Cái thân thả xuống bao giờ cũng phát triển chậm hơn. Và anh em mình lùi lại để nhìn tổng bóng này. Tổng bóng anh Dũng thiết kế rất đẹp. Cái huyền này thì tôi phải làm thân ra đường gọi là thiết truyền, tức là làm truyền dập thân. Vâng. Cái huyền truyền dập thân là khó lâu lắm. Vâng, huyền mà truyền dập thân thì
khó mà lâu công phu anh nhỉ. Thì cái công phu đó thì mới tạo lên cái giá trị nghệ thuật được anh. Và tôi nghĩ rằng là ở cái thân già như này thì tôi sẽ sẵn sàng là sẵn sàng thôi, tôi sẵn sàng thời gian là nhiều khi tôi không kể thời gian nữa. Vâng. Không kể thời gian nữa. Vâng ạ. Đây anh Trúc đang ngắm. Chào nghệ chân Trúc nhá. Chào. Anh đứng gần một cây đi anh em ạ. Là cây rất đẹp, cây nghệ thuật. Đây là cây xếp vào cây cây trực huyền. Cây huyền hệ nguyệt kia là cái thân tử. Vâng ạ. Tử thân huyền đúng không? Tử có hai cái tử chính và tử sau đấy thì để nó giữ sự cân bằng của cây. Những cái đường thân rất ấn tượng, che nắng. Cây huyền này thì cái gốc huyền quan trọng nhất trong cây huyền, cái thân truyền lên trên xuống thì người ta gọi là gốt huyền, cái chỗ gốc mà cái thân nó chuyển từ trên xong đi vượt qua bờ trên cao hoặc là bờ chậu rồi nó cụt xuống chứ nó không phải là cái chỗ. Vâng. Gót huyền. Vâng. Vâng ạ. Anh em mình đi vùng quanh đi, vùng quanh chiêm ngưỡng tác phẩm để cho quý vị vừa trò chuyện và đi vùng quanh. Để quý vị yêu kênh cả nước được chiêm ngưỡng rõ tác phẩm một trong những cây huyền rất ấn tượng. Và đây là cái điểm thả xuống này của thân huyền. Ông ấy cuộn lên. Nhìn trong tác phẩm này, ngoài cái nét nghệ thuật thì còn cái điểm khó và có cái nét gì dữ dằn ở trong đó. Và một cái dòng thác chảy đổ từ trên cao cao xuống. Và thêm vào đó là cái kết hợp giữa đá và cây. Và có những cái điểm lông sâu tạo cho cái vẻ huyền bí trong cây. Và cái huyền bí đó thì tăng thêm cái yếu tố chiều sâu. Đây là mặt sau của tác phẩm quý vị nhé. Một cái cành phong anh làm như một cái cành vờn theo núi anh nhỉ. Ôm chặt. Mà ôm chặt. Xem nó trườn xuống. Vâng. Ôm chặt lên núi. Cảm giác như cây với núi khăng khít và không thể tách rời. Cây xanh quê mà anh làm như này lên đá quý vị nhé, rất là công phu. Và xanh quê thì quý vị biết là lớn rất là chậm, và đặc biệt cây huyền thì càng chậm hơn. Thế mà anh Dũng thì không kể cái công sức, thời gian và bền bỉ tạo tác. Ngày xưa thì người ta hỏi mua rất nhiều, nhưng mà tôi vì nó chưa làm xong cho nên là tôi chưa giao lưu đến chỗ. Vâng. Và vì thậm chí có người cũng đổi cái vườn cây cho tôi. Thế ạ? À? Chẳng qua là vì mình làm một cây có thể qua kia nó thành nói chuyện chuyện thành cái tác phẩm rồi nó chuyện sẽ chuyện. Vâng. Ý tôi muốn như thế. Vâng. Cho nên là tôi cứ giữ mãi tôi làm thôi. Vâng ạ. Vâng. Cái này nằm trong một cái bộ 4 cây, tức là cây huyền, còn 3 cây nữa là trực siêu hoành huyền trong bộ 4 cây đó, nhưng mà lần này tôi đi triển lãm cho 4 cây. À, thế là ở nhà anh có bộ 4 cây, trực siêu hoành huyền. À, nhưng mà anh chỉ mang một cây đi. Vâng, cái hy vọng cái ngày gần nhất thì quý vị yêu cây sẽ được chiêm ngưỡng bộ tứ của anh, phải không? Vâng. Trực siêu hoành huyền ở một cái cuộc triển lãm nào đó, vâng. Anh nhá. Vâng. Kính thưa quý vị, quý vị nhìn lại tổng thể tác phẩm trong Bà Sao Đá Quý sẽ xin phép dừng lời ở cái ít phút nữa. Cái dáng trực dây dáng huyền rất đẹp quý vị nhá. Với cái đường thân này thì thêm một thời gian ngắn nữa thì bông răm sẽ đầy đặn thì tác phẩm đẹp lắm quý vị. Nét nghệ thuật độc đáo trong cây có hết quý vị nhá. Anh Dũng ơi, em cảm ơn anh nhé. Hôm nay gặp anh ở triển lãm Mương Yên và trò chuyện với anh và cùng với anh chia sẻ tác phẩm nghệ thuật với bao nhiêu tâm huyết của anh cho quý vị khán giả yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng. Tôi xin cảm ơn Bò Sai Đức Huy nhé. Và hai, xin cảm ơn tất cả các bạn yêu cây đã quan tâm và đã xem video clip này. Và tôi cũng rất là tâm đắc nhiều năm tháng làm, và tôi cũng rất cảm ơn cái sự tình
quan tâm đến một trong số trái cây đối với cái quy huyện chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn anh nhiều, xin chào. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều và Bà Sa Huy xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.